Báo cáo độc lập mà hãng nghiên cứu ABI Research mới công bố, dự báo doanh số cả năm nay của iPad sẽ giảm đi. Nếu đúng như vậy thì năm 2014 sẽ là năm đầu tiên iPad giảm doanh số kể từ khi chiếc máy tính bảng này xuất hiện cách đây 5 năm. Hãng ABI dự báo doanh số của iPad trong cả năm 2014 chỉ đạt 68 triệu chiếc, thấp hơn mức 74 triệu chiếc trong năm 2013. Đại diện hãng nghiên cứu này cho biết, trong những năm qua, vào quý cuối năm, thường thì doanh số iPad sẽ đóng góp 35% vào tổng doanh số thiết bị của Apple. Trừ phi Apple có thể bán được hơn 32 triệu chiếc iPad trong quý cuối năm, còn không thì doanh số iPad sẽ chứng kiến năm suy giảm đầu tiên trong lịch sử của mình. Cùng chung số phận với iPad, máy tính bảng của Amazon, Barnes & Noble và Google đều có dự báo doanh số giảm. Mặt khác, hãng sản xuất máy tính bảng lớn thứ hai thế giới là Samsung lại đưa ra dự báo trong cả năm 2014, hãng này có thể bán được 43 triệu chiếc, cao hơn mức 38 triệu chiếc trong năm 2013. Mùa Giáng sinh vừa qua đánh dấu sự trỗi dậy của dòng máy tính bảng lai điện thoại là Fablet. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những thiết bị có kích thước lớn hơn. Chiếc iPhone 6 Plus của Apple là một trong năm thiết bị di động bán chạy nhất trong mùa Giáng sinh vừa qua, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Flurry.